Và chúng ta rất là tự hào với một thành phố ở miền Trung phát triển rất là mạnh. Mọi người đoán đây là thành phố nào không ạ? Đây chính là Đà Nẵng. Tôi đang đi trên con đường Nguyễn Văn Linh. Lâu lâu trở lại Đà Nẵng lại có những cảm xúc rất là tuyệt vời. Ở đây là một cái quán bia, sao mà đông thế, vô gia cư nhiều quá mọi người ạ. Anh em cộng sản chơi hơi ác. Nhìn thế này thì anh em ba que lại ói máu mất thôi. Và ngày hôm nay chính là đêm hội trăng rằm. Rất nhiều các cặp đôi đưa nhau đi chơi. Đưa nhau đi chơi đó. Trung thu là của trẻ con mà sao người lớn đi chơi nhiều thế này. Thành phố Đà Nẵng là một trong những cái thành phố của miền Trung rất là phát triển về du lịch. Trong những năm gần đây thì thành phố đã thay ra đổi thịt quá nhiều. Và phía trước quý vị khán giả chính là cầu Rồng, một cây cầu nổi tiếng tại Đà Nẵng. Đà Nẵng là một trong những thành phố đáng sống ở Việt Nam của chúng ta. Được mẹ thiên nhiên ban tặng cho rất nhiều khung cảnh đẹp. Vừa có biển, vừa có núi. Và đây chính là cây cầu Rồng. Con rồng của Đà Nẵng, biểu tượng của Đà Nẵng rất đẹp. Ai đến Đà Nẵng rồi cũng sẽ qua cầu Rồng để ngắm cảnh. Thành phố về đêm đẹp quá. Wow, và bây giờ thì có rất nhiều các công trình được xây dựng ở thành phố. Thật sự rất là mát khi mà hẹn đi vào đúng cái dịp này. Ở đây người ta còn mặc thêm áo thu đông. Có những người đã mặc áo thu đông rồi. Rất là đẹp. Thực sự là tự hào khi Việt Nam của chúng ta càng ngày càng phát triển, làm cho anh em ba que xỏ lá càng ngày càng phát điên. Đã bảo rồi, ngoan thì cái gì cũng có, các anh em cứ xuyên tạc thôi. Các anh em càng xuyên tạc thì đất nước càng phát triển, thì các anh em càng phát điên. Quá là tung tăng và thoải mái. Rất tuyệt vời quý vị khán giả. Đấy, em đang đi trên cây cầu Rồng, con đường của hạnh phúc, con đường của tự do, tự hào là một Việt Nam của chúng ta. Đà Nẵng thì em đến rất nhiều rồi, và mỗi lần đến thì đều có những cái kỷ niệm rất ấn tượng tại đây. Giá cả của khách sạn rồi ăn uống chi tiêu ở Đà Nẵng cũng khá là rẻ để cho mọi người tận hưởng cuộc sống nơi đây. Thong dong ở trên một chú ngựa sắt đi cùng với em để đưa đến quý vị khán giả những hình ảnh của quê hương đất nước thay đổi từng ngày từng giờ. Và đặc biệt đó là các cái câu chuyện phỏng vấn. Đây là con đường đi thẳng ra biển. Những cái nét văn hóa của người Á Đông của chúng ta, hóa vàng, ngày rằm thắp hương hóa vàng, tuần tiết. Quá tuyệt vời với một Đà Nẵng. 20 năm trước thì chúng ta có thể nhìn thấy Đà Nẵng còn chưa phát triển. Nhưng bây giờ thì mọi người nhìn thấy rồi đấy. Thành phố biển Đà Nẵng quá đẹp. Thành phố Nha Trang cũng đẹp, Đà Nẵng cũng đẹp, Huế cũng đẹp. Ở miền Trung thì có rất là nhiều các cái bờ biển đẹp. Chính vì thế mà phát triển về du lịch rất mạnh. Đặc biệt đó là du lịch về biển.
cha ông của chúng ta đã để lại cho chúng ta được cái bờ biển rất dài 3.620 km. Chính vì thế mà chúng ta là thế hệ người Việt của hôm nay và mai sau luôn luôn phải giữ gìn được những thành quả cách mạng mà cha ông ta đã đạt được, để ngày hôm nay chúng ta được đi thanh thang trên con đường cách mạng, trên con đường độc lập và tự do của một dân tộc như thế này. Trên thế giới chưa có một quốc gia nào mà được thoải mái và tự do như Việt Nam của chúng ta đâu ạ. Đó là một cái điều rất tuyệt vời. Các ông ba que xỏ lá với cả các ông phá làng phá xóm nào bảo tôi bưng bô mới ca ngợi. Đây, có như thế nào thì tôi nói thế. Có cái gì mà bưng bô mới ca ngợi ở đây? Đất nước thì chiến tranh, loạn lạc, xâm lược, quân xâm lược, xâm lăng. Gần 5.000 năm lịch sử thì biết bao nhiêu là chiến tranh. Có thế nào tôi nói thế, các ông cứ bảo tôi bốc phét. Đây, bốc phét đây. Đấy. Bốc phét mà như này. Toàn vô gia cư đi ra ngoài đường ăn chơi như này, chết không? Vô gia cư phong cách của cộng sản. Lá cờ đảng và lá cờ tổ quốc tung bay làm cho én rất là tự hào. Mọi người thấy tuyệt vời không? Cái bọn ba que xỏ lá nó cứ bảo em là bốc phét. Bốc phét gì mà như này à. Đấy. Nếu mà không có xe máy thì chắc là không nhận ra được đây là thành phố Đà Nẵng đâu. Đây là con đường ven biển. Không có xe máy thì không nhận ra được đâu anh em ba que xỏ lá nhá. Một cái chế độ độc tài chứ. Độc tài hoang tưởng. Chúng nó bảo là chủ nghĩa cộng sản là chủ nghĩa hoang tưởng. Thực sự là hoang tưởng thật. Có lẽ đây đang đi trong mơ. Thành quả cách mạng của cha ông đây. Rồi là gì? Tư sản đỏ. Toàn những cái tư tưởng bô lao bô tét. Đó. Quê hương ta đó, Việt Nam ta đó, Đà Nẵng ta đó nha. Là người Việt Nam chúng ta phải tự hào truyền thống cha ông đánh giặc giữ nước, để ngày hôm nay con cháu chúng ta được phát triển tự do sung sướng như thế này. Thế mà các anh em ba que xỏ lá phá làng phá xóm cứ bảo anh đi bưng bô ở dư luận viên ba củ, chả thấy củ nào cả. Đi chơi Đà Nẵng mà đi những ngày bình thường rất là thích. Thoáng đãng, sạch sẽ. Những ngôi nhà cao rất đẹp hướng ra Biển Đông. Anh em cứ bảo tôi bốc khoác. Khoác kiểu gì đây? Đấy. Các cụ nhà ta quá giỏi để mà đánh được, đuổi được tất cả bè lũ xâm lăng. Thế nên là không biết là con cháu bây giờ có nhớ không? Hỏi nó câu hỏi Quang Trung và Nguyễn Huệ là ai? Bảo hai anh em buồn lắm quý vị ạ. Văn hóa đấy, lịch sử đấy. Lịch sử mà chúng không có thèm học gì cả. Để lấy đâu ra lòng tự tôn dân tộc được. Ôi ôi, đi hết cái dọc đường này thì có mà ngửa mặt lên trời để đếm tầng. Anh em ba que xỏ lá về ngửa mặt lên trời để đếm tầng nhá. À, hôm nay mình đưa một cái anh Việt Kiều đặc biệt về để đi chơi ở Đà Nẵng. Anh cảm nhận thế nào? Wow, quá tuyệt vời. Đà Nẵng quá tuyệt vời. Tôi là con của một quân nhân ở quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thế nhưng bố tôi nói với tôi không như thế này đâu. Thế nhưng bây giờ thì thật sự khi tôi về thì tôi không thể biết được Việt Nam giàu thế, quá giàu.
tôi là người gốc người Hoa, bố tôi đi theo Việt Nam Cộng Hòa, rồi đu càng sang bên Cali, sang Cali. Ngày xưa các ông cứ tuyên truyền cho tôi Việt Nam khó lắm. Giờ tôi về tôi thấy rằng không phải như thế, ngộ không phải thế này. Tôi nhìn giống như một cái thành phố nào đó đang rất là phát triển. Đấy, thế F2 đấy, một ông bạn thế hệ F2 cảm nhận có tuyệt vời đó. Úi trời ơi, đếm tầng, ngửa mặt lên trời để đếm tầng bờ biển của Đà Nẵng. Rất thích. Thực sự là tôi choáng ngợp rồi ngộ à. Tôi đếm đếm tầng đếm mai mà không hết là ngộ thế nào chứ. Đây không phải Việt Nam. Không phải Việt Nam thì là Việt gì à. Đó, kêu bạn là kêu bạn là Việt kiều fake này, ông ấy còn không nhận ra được. Buồn cho các bạn lắm, các anh em tự dùng. Đây là cái chế độ độc tài và hoang tưởng. Độc tài và hoang tưởng, chúng tôi chỉ cần sự độc tài này thôi. Tốt cho dân cho nước là ok rồi, đời sống nhân dân càng ngày càng nâng cao là ok rồi, không có chiến tranh loạn lạc. Đó, mọi người nhìn thấy không ạ? Rất quy củ thành phố của Đà Nẵng. Mình nói nó lại bảo mình là bưng bô, có gì mình nói thế. Đây là sự thật. Anh em khó chịu quá đúng không? Tăng sông hả? Ngô Kỳ. Phúc rồi chó. Phúc rồi chó đâu? Tăng sông hả? Đó, tăng quá đúng không? Thôi đừng tăng sông nữa, tăng biển đi. Tăng biển cho nó nhanh. Thực sự là quá buồn với anh em Ba Que Sỏ Lá và các anh em mà phá làng phá xóm. À, các anh em phá làng phá xóm thì chỉ muốn hất bỏ, chối bỏ lịch sử hả? Rửa mặt cho giặc hả? Không được đâu. Đó, một cái thành phố mà phải nói rằng là càng ngày càng thay đổi. Nói chung là còn nghèo. Đúng lại là anh em Ba Que bảo này còn nghèo lắm. Này chưa đáng sống, nó phải vào trong rừng sống cơ thì nó mới là đầy đủ, nó mới thiên nhiên. Anh em Ba Que Sỏ Lá bảo phải vào rừng ở thì nó mới thiên nhiên. Chuồn ở như này không ăn thua. Ở này toàn bê tông thôi. Quá buồn cho các anh em, 48 năm rồi vẫn còn hậm hực. Người ta hòa hợp dân tộc thì người ta phải vô tư và thoải mái nhìn nhận xã hội cho nó chuẩn. Đầu các anh em đúng thực sự là toàn bá đạo. À, tôi nói với các anh em, cái tội mà phản quốc, cái tội mà phản quốc và bán nước là cái tội nặng nhất đấy. Đấy, những người cộng sản đấy, tắm máu cộng sản đấy. Còn cộng sản thì không về đấy, nhưng ngày hôm nay thì cứ về đấy hả? Nói không biết ngượng mồm. Khánh Ly nhỉ, ca sĩ 7.7 nhỉ. Còn cộng sản thì không về, thế mà về kiếm tiền ở mâm à. Anh em lầm tưởng rồi, tôi đã lầm khi tôi sang đây. Giờ tôi về thì tôi choáng ngợp. Thế mà bây giờ anh em bảo là phải ở, các anh em bảo là phải ở trong rừng nó mới điều kiện chứ, ở này không ăn thuốc. Ở này thì nghèo quá, khổ lắm, không chịu được. Hình ảnh của Đà Nẵng, cua ghẹ ở đây là tôm mực cứ bét ta là nhà, giá là các anh em mềm lắm.
quá là tuyệt vời chứ còn gì nữa. Quay những hình ảnh này cho cái bọn tự nhục, cho nó nhục, bớt nhục đi. Đấy, có sao nói vậy người ơi, cộng sản chỉ có thế thôi. Từ nay đến 2045 thì không biết là như nào nữa. Anh em ba que cố gắng nhá, cố gắng sống đến 2045 nhé. Tôi sợ anh em đi sớm quá, xuống này gặp Gia Long này lại vui nhỉ. Anh em Cali đừng có buồn nhé, buồn là các em anh em là tổn thọ sớm đấy. Chịu khó xem clip của Én Bạc vào cho nó đỡ tổn thọ nhá, chịu khó xem vào đỡ tổn thọ hơn đó, có được không ạ? Anh em Cali thấy có được không, chịu khó xem thì đỡ tổn thọ. Buồn làm chi anh em, Cali giờ đã hết thời, bốn mấy chục năm trước anh em đu càng là sang đây, giờ về lại quê hương thấy ôi sao thật bất ngờ. Đấy, anh em Cali bất ngờ không? Dòng sông Hàn quá tuyệt vời, quá là lung linh, anh em bất ngờ quá nhỉ. Buổi tối ở Đà Nẵng sướng nhất là đi bộ hoặc là đi xe máy lang thang như kiểu én này. Úi trời ơi, hôn nhau đấy, hôn nhau đấy. Úi trời, nhiều cặp đôi đứng ở trên này hôn nhau, cứ tưởng họ làm cái gì, hóa ra là họ hôn nhau, họ hạnh phúc. Anh em Cali khó chịu quá nhỉ, chịu khó xem nhé mọi người đúng không? Anh em Cali chịu khó xem này thì sống thọ lâu. Ui rồi, lá cờ tổ quốc kìa. Ôi đâu rồi, quá đẹp luôn, lá cờ tổ quốc vừa hiện trên tòa nhà, cực kỳ tuyệt vời. Bên bờ, hai bờ sông Hàn rất ư là Việt Nam. Những nét kiến trúc đặc sắc của Việt Nam của chúng ta. Anh em Cali cố nhá, cố mà xem ảnh, xem clip của Én Bạc là liều thuốc ấy, liều thuốc bổ cho các anh em ấy. Xem để mà cảm nhận nhé, không? Đừng có tự ái, mở mồm ra thằng Én Bạc là dư luận viên ba củ, chả thấy củ nào vậy. Phê, phê thật, quá phê luôn. Mình có cái sở thích là thích chọc chó, cái sở thích của mình là sở thích thích chọc chó. Không biết là các anh em ở bên Cali dạo này sống sao, tình hình thế nào. Úi dồi ôi, bờ vai mướt mượt mượt đấy, chưa có một cái nơi nào như Việt Nam ta được thoải mái tự do như thế này. Xe cộ cứ tàng 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 mà đi. I love you Đà Nẵng. Cố gắng anh em Cali nhá, nhớ đấy, nhớ Én Bạc dặn đấy. Cố gắng xem hết clip đi, sẽ sống thêm được. Thân thiện chưa, người Đà Nẵng quá thân thiện. Các bé thấy chú Én quay phim cái là vẫy tay chào, vẫy tay chào nhau để đi Cali, vẫy tay chào nhau đi Cali. Còn anh em ở lại bây giờ người ta rất là ok, ok. Nhiều khi em hơi bố bã tí là các anh em Cali bỏ qua nhé. Liều thuốc nhiều khi nó hơi bị tăng xông đấy. Cố gắng anh em, cố gắng em. Tây Tây bây giờ đến Việt Nam cứ ngất ngây, quá là tuyệt vời đấy. Châu trắng châu đen này, tôi đi đếm đếm châu mỏi lắm rồi, tôi đi đếm đếm châu
châu trắng châu đen, toàn tàu tắng tộ tà tè đấy anh em, nhìn lá cờ, lá cờ tổ quốc chưa, ôi trời ơi quá tuyệt vời, ôi trời ơi cờ đỏ sao vàng tung bay, thành quả của cách mạng Việt Nam ngàn đời. Cảm ơn các anh hùng liệt sĩ, cảm ơn Bác Hồ, cảm ơn Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho người dân Việt Nam của chúng ta được sống như ngày hôm nay. Và liều thuốc dành cho anh em ba que xỏ lá và anh em phá làng phá xóm đến đây là hết. Xin chào các anh em phá làng phá xóm, chúc các anh em sống lâu, trăm tuổi, rụng hết răng. Ô, thật sự là tự hào, quá tự hào, tự hào quá Việt Nam ơi. Đấy, hình ảnh cá chép, trung thu mà, cá vàng bơi trong bể nước, cá chép ấy, quá tuyệt vời. Không còn gì để nói với cả các anh em ba que, các anh em phá làng phá xóm tự nhục nữa. Hén Bạc xin gửi liều thuốc bổ cho anh em bằng một cái clip tại thành phố biển xinh đẹp Đà Nẵng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.